Vâng, tối ngày hôm nay thì sẽ diễn ra lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9. Và thời tiết tối nay thì sẽ tạnh ráo và khá là thuận lợi cho các hoạt động diễn ra ở ngoài trời của lễ khai mạc. Tuy nhiên thì do địa hình cao này lại cộng thêm không khí lạnh đang tăng cường xuống, nên quý vị chúng ta cần lưu ý là ngày hôm nay trời sẽ rét hơn. Như tại Đà Lạt lúc này, nhiệt độ ngoài trời đã xuống thấp khoảng là 15 độ và trời thì cũng nhiều mây hơn, không còn nắng sớm như các ngày trước đó nữa. Dự báo ngày hôm nay thì nắng cũng sẽ xuất hiện muộn hơn vào buổi trưa và đan xen với những khoảng hửng nắng. Trời thì sẽ rét hơn với nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức là 18 độ. Và càng về tối, nhiệt độ sẽ lại càng giảm thấp hơn. Vào thời điểm diễn ra lễ khai mạc tức là 20 giờ, nhiệt độ sẽ chỉ ở mức là 14 độ. Và trời rét cóng như vậy thì quý vị chúng ta hãy nhớ là mang theo áo khoác dày này, găng tay cũng như là mũ len để có thể giữ ấm khi tham gia lễ hội. Và với chủ đề Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hơn 500.000 chậu hoa tươi khoe sắc trên phố núi. Và sau các tiết mục nghệ thuật đặc biệt của lễ khai mạc, du khách còn được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài trong khoảng 15 phút. Và hy vọng với những thông tin mà Hà Linh vừa đem lại, quý vị chúng ta sẽ có thể có những sự chuẩn bị tốt nhất để tận hưởng lễ hội thật là trọn vẹn. Còn thời tiết ở những nơi khác ra sao, ngay bây giờ xin mời đến với phần dự báo chi tiết. Thị xã Sapa ngày cuối tuần trời rét khô, buổi sáng sớm có sương mù nhẹ, đến trưa có nắng nhẹ nhưng vẫn rét cóng với nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 5 độ. Thành phố Hạ Long trưa chiều nay cũng hửng nắng, xua tan giá rét buổi sáng, nhiệt độ cao nhất là 17 độ. Thủ đô Hà Nội sau buổi sáng rét cóng, đến trưa chiều không khí cũng ấm hơn phần nào khi nhiệt độ tăng lên 18 độ và trời có nắng. Thành phố Đà Nẵng hôm nay trời mưa rét, nhiệt độ buổi trưa không quá 19 độ. Thành phố Hội An cũng có mưa nặng hạt trong ngày hôm nay, cùng với gió rét, nhiệt độ ngoài trời không quá 20 độ. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay nắng dịu hơn, nhiệt độ buổi trưa không quá 31 độ. Thành phố Cà Mau hôm nay cũng nắng ráo, dễ chịu với mức nhiệt cao nhất chỉ 29 độ.